chi vậy? Hiểu rồi đó. Ở đây thiếu gì cá, nó hơi bị nhiều đó. Đi nhanh đi quý, không kịp giờ nữa rồi. Nếu mình lên là 11 giờ đúng không? Từ 11 giờ 20 rồi đó. Giờ mà còn nghỉ nữa thì tao rỗi chứ, tao nghỉ chồng mình chịu lái xe không lo.